alo cả nhà nha. Mình mới đi chơi ở trên Vạn Hương Mai với mấy đứa cháu, mình về bây giờ mình chở hai đứa đây mua vé xe không được, đi ra Đồng Tháp thẳng mình đi luôn nha cả nhà. Cả nhà cùng đồng hành với mình ra Đồng Tháp nha. Đồng Tháp thẳng tiến. Đường của mình đi á thì mình cũng phải ra Đồng Tháp, nhưng mà bây giờ sẵn dịp thì mình đưa cháu mình về quê thăm nhà, sẵn tiện mình đi ăn đám cưới của một người cháu bà con luôn, rồi mình coi chỗ nào đẹp thì mình ghé mình quay cho cả nhà xem nha. Cả nhà nhớ đón xem ủng hộ mình. Bây giờ mình đang trên đường về Đồng Tháp đây, khung cảnh trên đường cũng rất đẹp cả nhà. Mình đang qua cầu Vàm Cống nha cả nhà. Lúc tối mình đến đây tối mình không có quay, giờ sáng mình dậy sớm, cái đám cưới này phải đi sớm cả nhà. Mấy đứa cháu nó dậy sớm lắm, giờ này 6 giờ kém cả nhà. Xung quanh là sông nước nè, rất là đẹp, cảnh bình minh buổi sáng đây. Chuẩn bị qua đưa thằng cháu đi qua nhà gái đám cưới gửi rể nha cả nhà. Sáng ở đây thì cũng mát mẻ, bình yên. Chỉ có buổi trưa sẽ nóng cả nhà. Mình ở Đà Lạt lạnh quen rồi, xuống đây nóng quá, tắm hoài bình luôn cả nhà, bình cảm luôn. Đây là nhà trai đây. Ở chỗ này là cũng ở trong vùng sâu, vùng xa nhưng mà rất là đầy đủ, tiện nghi nha cả nhà. Bây giờ đường xá nông thôn làm rất đẹp, bà con cô bác cũng làm lên, thành ra cuộc sống cũng rất là sung túc. Nhà trai đang chuẩn bị lên đường qua nhà gái. Đám cưới ở đây rất ngộ nha cả nhà, phải đi từ sớm. Dự lễ có thể là 8-9 giờ là người ta đến dự lễ rồi cả nhà, để đại tiệc á. Nhà cũng gần một bên thôi mà phải đi sớm. Bình minh đã lên trên một chiếc cầu bắc qua con sông, rất là đẹp. Đoàn xe nhà trai đang đi qua đây. Xe thì đưa chú rể đi có hai.
chiếc thôi cả nhà, hai chiếc màu trắng đó. Con đường làng quê ở đây người ta trồng cây mai rất nhiều cả nhà ơi, hai bên đường cây mai mọc đầy luôn, bông nở rất nhiều nha. Đang qua cầu đây là tới nhà gái, bình minh đã lên rất đẹp. Cảnh đẹp của một làng quê yên bình, thoáng mát, hoa nở khắp nơi. Vào dịp xuân này thì cây mai nở khắp nơi cả nhà. Đang vào và xin để nhà trai đem lễ vào. Không biết sao mình đi khắp nơi nhưng mình đến miền Tây là mình thấy con người miền Tây rất là chất phác, thật thà và dễ mến nha cả nhà. Người miền Tây rất là như vậy, mình rất là bình dị nhưng mà đầy tình nghĩa. Hello người đẹp. Đây là kênh YouTube. YouTube gì quên mẹ. Thanh Lục. Rồi, ăn bông quả cho trứng cho con đó mà. Chú rể rất là dễ thương, mặt mày rất là quốc hậu vậy nha. Bên Xu Gia đang làm lễ trao tặng quà cho hai cháu.
Ở đây đồ ăn người ta chuẩn bị sẵn, nếu bàn nào đến đủ 10 người sẽ dọn lên ăn ngay cả nhà, không có kể giờ sớm hay trễ, người ta có thể ăn đi về trước khi mà làm lễ. Hai bên xuôi da nhìn rất là hiền hậu cả nhà. Mỗi nơi mỗi phong tục khác nhau. Mình thấy ở đây rất là đơn giản nha. Đang làm lễ ở trong nhưng ở ngoài vẫn ăn xôn xao rồi. Đang chuẩn bị những món quà dành tặng cho cô dâu để tạo một cái của hồi môn cho đời sống sau này được bền vững và hạnh phúc nha cả nhà. Nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện, cô dâu đã ra để thăm hỏi hai bên gia đình, nhà trai và cô bác nhà gái cùng với bạn bè gần xa đến đây chung vui chúc phúc cho hai cháu, hai em, hai con của chúng ta được là trăm năm hạnh phúc. Chú rể đang đeo bông tai này đó, đó đeo dây chuyền những cho cô dâu. Chú rể là con của nhà buôn bán vàng ở chợ, thành ra cái chuyện đeo những đeo bông tai là rất dễ dàng với chú rể nghe cả nhà. Rồi bấm máy chụp liền, máy ra tự nhiên nhưng mà chụp nó đẹp. Đang chụp luôn. Đúng rồi, đeo luôn, đeo luôn. Rồi nắm cái tay nhẹ lên, không nhẹ cái tay lên cũng có đeo luôn. Rồi, đeo tới lượt cái dao chúng ta lại. Đúng rồi, đeo luôn. Đúng rồi, đeo luôn. Ai không ăn. Rồi, chọn đứa luôn, chọn đứa má luôn. Rồi, ok, rồi.
À, hai người mình đưa cái tay mình ra mới gì đang nhắm lên. Để tay lên, hai đứa để tay lên. Rồi, đưa cái tay lên luôn. Đây, nhắm cái ống tay luôn. Đúng rồi, ok, hấp tay luôn. Hấp tay luôn, chèo. Rồi, đám cưới mà đãi mới có 8 giờ sáng đã ăn uống rồi cả nhà. Mình cũng thấy hơi ngộ. Ở trong đang làm lễ nè, ở ngoài đã ăn uống nhận xong nha. Dạ rồi, cũng xin phép nhìn về máy một con luôn à. Dạ rồi, ok, 2, 3, 4 nha. Dạ rồi. Nâng ly cái đi, chúc mừng cho hai chồng. Hôm nay mình chỉ thêm một cái ghế như cái chén. Đổ nữa là mình ngồi đây đưa nó lại. Em màu trắng. Để con gắp gì? Về 412 à, xong rồi xuống 1000 quay. Đằng nay nó nói đi dưới ông vườn mà mình cũng không biết cái gì luôn. Ngoài cái nhà mình mời cả nhà cùng dự tiệc chung vui, chúc mừng cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc nha. Bà con cũng đến đông dần cả nhà. Thứ hai đến đông bàn nào dọn lên ăn bàn nấy nha. Hồi nãy còn trống cũng nhiều bàn đó. Tại giờ này cũng mới có 8 giờ mấy rồi cả nhà. Thí Hương Sydney nè. Đó, thấy chưa? Cái này là hai youtuber mừng nhau nha. Đây chị ơi. Hai ơi. Thank you.
và dĩ nhiên nó được sự đây là ở Đồng Tháp cả nhà. Cả nhà thấy không, ăn uống gần xong hết rồi mà bây giờ mới làm lễ đó, ra mắt hai bên nhà trai nhà gái cho mọi người đều biết đây. Ở trong đây là xã Châu Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cho các nhà. Ở trong đây cũng gần sông nước và làng quê êm đềm lắm. Kính thưa các vị, về phía họ nhà trai, chúng tôi cũng xin được phép trân trọng kính mời thân sinh và thân mẫu của chú rể, đó chính là ông bà Trần Huy Cường và Phạm Thanh Bình, một tròng pháo tay thật nồng nhiệt. Một tròng pháo tay cho họ nhà trai của chúng ta cùng tiến về sân khấu. Một tròng pháo tay thật nồng nhiệt. Sự cho phép của gia đình ông bà chủ hôn họ nhà gái cũng như là họ nhà trai, Lê Lâm xin được phép thay lời cho đại diện cho họ nhà gái cũng như là họ nhà trai trân trọng cảm ơn quan viên thay họ cùng tất cả những vị khách quý đã dín một ít thời gian quý báu của mình để đến đây chung vui trong ngày hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và đây sẽ là một nền tảng thật là vững chắc để cho cô dâu và chú rể chúng ta xây dựng nên ngôi nhà hạnh phúc. Và trong lúc tiếp đón tất cả vị, nếu có điều gì sơ sót, rất mong tất cả vị chúng ta rộng lòng bỏ qua cho. Thay vào đó, chúng ta hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến với đôi hương, chúc cho đôi bạn của chúng ta nên duyên sắc cầm, quý vị nha. Nhân dịp đầu năm mới, kính chúc cho quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và làm ăn phát tài. Còn bây giờ xin mời Tân Lan và Tân Nhân Nhân chúng ta cùng đến với nghi thức khai rủ champagne, khơi nguồn yêu thương cho niềm hạnh phúc. Xin mời.
để chúc mừng cho đôi bạn trẻ được nên duyên sắc cầm. Bên cạnh đó, cùng với sợi dây tơ hồng sẽ mang thịnh vượng và làm ăn phát tài. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta cùng nâng ly lên. Xin mời quý vị, 1, 2, 3, xin mời. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để chọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng. Cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính miên. Họ sẽ vui trong đời sống vợ chồng. Và bây giờ xin mời Tân Lan và Tân Nhân chúng ta cùng đến cái thứ các bánh hồng trong ngày vui của anh chị hôm nay. Xin mời. Trọn vẹn hôm nay và bệnh cũ đến ngày sau, để chung một mùa xuân của chúng ta đơm hoa và kết trái. Chúng ta cùng bắt nhịp để tình yêu của đôi bạn được thăng hoa quý vị nha. Mọi người ơi, chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 cùng với Lê Nam nha. Chúng ta bắt đầu việc 1, 2, 3. Chúc mừng hạnh phúc. Ngày vui hạnh phúc có em và tôi. Một trời mới đây thật lớn nhé. Cùng với dịch vụ cưới hỏi chọn gói chọn rung, chúng ta đến tới một không gian tiệc cưới thật sôi động. Quý vị trong ngày vui của chúng ta xin trọn vẹn và hạnh phúc tươi biểu thì những người đến sức ngày đây. Chúng ta có những tinh thần văn nghệ thì đang mời lên sân khấu. Chúng ta sẽ ưu ái dùng những người khách đến từ hội nhà ca chúng ta ngày hôm nay trước tiên quý vị nha. Và quý vị nào có tinh thần văn nghệ thì cứ giơ tay để em sẽ mời nha. Xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, tin rằng sẽ vang lối. Được dịch ra tiếng Việt là cảm ơn. Xin mời mình cùng lắng nghe kỹ luôn cho anh. Đây là mic cái nè, đây là cái mic được, còn em đang cầm là cái mic PD, được chưa? Hai mình đi.
Bây giờ đã xong, mình đi về. Mình sẽ chạy qua bên nhà thằng cháu ở ngoài Đồng Tháp cả nhà. Rồi mình ghé nhà, trong đó có gì hay mình sẽ quay cho cả nhà xem. Cả nhà nhớ đón xem, ủng hộ, đăng ký, nhấn like cho mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mình cũng xin dừng clip luôn nha cả nhà. Hẹn cả nhà ngày mai, clip sau nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cả nhà mình có lướt qua mà bắt gặp kênh của Khánh Lúa Đà Lạt Vlog Lóc thì cũng nán lại xem, ủng hộ, đón nhận cái kênh của mình nha cả nhà. Cả nhà cũng nhấn like rồi cho mình để mình được cái động lực làm tốt hơn và đi xa hơn nha cả nhà. Mình cũng xin chúc cả nhà luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha.